Thưa công chức, chúng ta qua một năm 2016 rồi. Báo cáo của công chí quyền tổng biên tập cũng đã nêu bật được những cái thành tựu, những kết quả rất đáng khích lệ báo trong thời gian vừa qua. Trong chừng mực nào đó, đến bây giờ phải nói rằng lãnh đạo bộ rất là tin tưởng và đánh giá rất cao cái sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức báo Lao Động và Xã Hội trong muôn vàn khó khăn, nhưng mà báo đứng vững và vững vàng đi tiếp. Chúng ta rất tự hào vì từ một tờ báo đơn thuần là báo giấy, một trang điện tử, bây giờ chúng ta đã phát triển mạnh hơn đến có cả báo điện tử rồi. Mà thưa các đồng chí, từ trang điện tử đến báo điện tử là cả một cái quá trình thai nghén rất dài của báo chúng ta. Đôi lúc các đồng chí lãnh đạo còn không dám cho đời ra đời làm. Nhưng mà khi về tôi nói mình giảm cho ra đời. Sự ra đời buộc chúng ta phải đồng, buộc chúng ta nỗ lực vào đây. Để đến ngày nay cái việc chúng ta quyết định hoàn toàn sắc đặt. Tôi cũng rất mừng vì thế tira của báo về báo viết thì cơ bản được sửa, báo điện tử thì ở cái dạng gọi là trung bình khá. Có những giai đoạn đầu có lẽ nó cũng là cái người ta cái hỗ trợ sale rồi cũng cộng thêm là cái người ta cũng đang muốn tìm hiểu xem nó thế nào, nên có thể là giai đoạn đầu nó khá hơn. Gần đây tôi rất là phấn khởi khi thấy chất lượng tờ báo của chúng ta được nâng lên rõ rệt. Hình thức thì phong phú hơn. Trước đây tôi để ý báo thì ít khi những trang bìa có những cái ảnh nó to, những ảnh có tính chất là chuyên môn, có tính chất này, xin lỗi các đồng chí, nói một cái để mà tạo ra một cái cú hích, cái mà người ta quan tâm thì ít. Nhưng gần đây bắt đầu thấy có cái đó. Rồi nhiều bài viết của chúng ta có những cái nhất là những cái bài đinh sâu sắc hơn, tính tổng kết tốt hơn, và đặc biệt yếu tố mang tính chất xã hội rộng rãi để người đọc phải quan tâm nhiều hơn đến bài viết. Đây là vấn đề gì? Nhiều bài viết tôi cho rất sắc sảo, bình luận, phân tích rồi tính định hướng, cái đó tôi cũng nói báo cáo thật với các đồng chí, một ngày ít nhất bây giờ tôi phải vào mạng báo Dân Sinh ít nhất không dưới 10 lần. Có 3 cái tờ báo mà ngày nào tôi mở mắt ra đêm trước khi đi ngủ bao giờ cũng vào mạng, trong đó có tờ báo chúng ta. Tôi nói đây để công chí, do đó mọi di biến động của tờ báo chúng ta như thế nào gần như là cập nhật với tôi hàng ngày. Cái thứ hai, tôi cũng nói rằng nhìn lại đội ngũ này, tôi mới nói chị Nam, tự hào quá. Đội ngũ tôi thấy rất là phong phú, rất là hùng hậu. Và nhiều cái bút tôi cho là viết rất sắc sảo. Không phải tờ báo nào cũng có được đội ngũ như này. Hôm nay tôi nói đừng tự ti, chúng ta không bằng lòng chúng ta, nhưng mà thấy phải nhìn. Cái thứ ba là chúng ta còn băn khoăn, còn thấy chưa bằng lòng chúng ta về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện vân vân, nhưng cũng báo cáo các đồng chí chúng ta cũng sự có sự phối hợp tương tốt. Bộ cũng dành cho các đồng chí sự ưu tiên nhất định, tôi nói dùng cái nhất định, đương nhiên nếu không có sự quan tâm này cũng khó khăn nhiều. Rồi các đơn vị, các cục vụ viện của chúng ta cũng dành cái sự phối hợp tương đối tốt. Tôi đi địa phương đấy thì gần đây nhiều đồng chí lãnh đạo biết đến báo Lao Động và Xã Hội, biết bởi vì hai lẽ: một là chất lượng chúng ta cũng nâng lên, thứ hai là đội ngũ của chúng ta cũng đeo bám cơ sở, gắn bó với địa phương. Tôi đi miền Trung, tôi đi miền Nam, thấy điều này rất rõ. Rồi thông qua các hoạt động của quốc đại biểu quốc hội, mấy đồng chí phóng viên quốc hội rồi theo dõi quốc hội của chính phủ cũng rất chịu khó đeo bám các đồng chí trưởng các đoàn,
tạo cái sự ủng hộ đó vô cùng quan trọng công việc. Sức sống của chúng ta chính là sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo của cơ sở. Tôi thấy tôi xuống các sở bây giờ nó thật, ban nãy anh chính cũng nói, các sở bây giờ người ta truy cập rất nhiều, người ta tìm hiểu rất nhiều thông qua báo này, vì đây chính là một cái cách tập huấn, đây chính là truyền tải tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo. Nói điều đó, tờ báo Lao động Xã Hội có những bản sắc riêng của chúng ta mà không báo nào có được. Tôi mong mọi người đọc. Tôi chúc mừng các đồng chí những kết quả đạt được thời gian vừa qua và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của tất cả anh chị em phóng viên, cộng tác viên của chúng ta trên quy mô của mình. Tôi xin nói các đồng chí mấy cái điều về hướng. Trong cái phát biểu khi làm việc với khối báo chí, tôi đã nói tất cả những định hướng quan trọng nhất của bộ với công chí rồi. Nhưng với báo Lao động Xã Hội, tôi xin nói công chí mấy điều. Thứ nhất, báo Lao động Xã Hội là diễn đàn của bộ lao động, của ngành lao động thương binh xã hội, là tiếng nói của lãnh đạo bộ, là tiếng nói của người lao động. Rất mong các đồng chí bám vào tôn chỉ mục đích của báo để hoạt động. Nhưng có hai yêu cầu. Một, vừa giữ vững mục đích tôn chỉ, nhưng vừa hai là phải tự đổi mới mình, sáng tạo và tạo ra những đột phá mới. Chúng ta không chấp nhận đi theo nối mòn, nhưng làm sao kết hợp được hai vấn đề. Một, vừa phản ánh sâu sắc những nội dung của ngành, đặc biệt là tổng kết, hướng dẫn và gợi mở những hướng đi mới trong giải quyết 11 lĩnh vực của ngành. Đấy là cái nhất. Hay nói cách là phản ánh một cách phong phú, đầy đủ và toàn diện về các hoạt động của ngành, nhất là cái tính định hướng. Nhưng cái thứ hai đấy, báo cũng phải mở rộng ra vấn đề xã hội. Còn chỉ nhớ cho là có hai lĩnh vực mà, lao động và xã hội. Chỉ phản ánh 11 lĩnh vực cũng đầy đủ, rất phong phú. Về tệ nạn xã hội, về giáo dục nghề nghiệp, về trẻ em, về lao động, về thị trường, về tranh chấp đình công vân vân. Tôi nói là muôn vàn cách viết thoải mái thôi. Thế nếu chúng ta đóng khuôn trong nội dung chỉ có ngành không, thì chỉ có mấy ông trong ngành đọc thôi. Mà đối tượng của chúng ta phải phục vụ làm sao tiến tới phục vụ cả hai đối tượng, những người trong ngành và cả xã hội. Đấy, tôi nói hôm nay công chí phải cân đầu cái đó. Vì vậy đấy, không những chỉ giữ được tira như hiện nay, phải phấn đấu nâng tira, đặc biệt là báo điện tử phải cập nhật cách nhanh nhất, nhạy nhất, chính xác nhất về tình hình. Tôi rất mong các đồng chí quan tâm đến đội ngũ. Đội ngũ của chúng ta tương đối phong phú rồi, gương mặt rất là sáng sủa, nhiều cây bút sắc sảo các đại tôi nói, nhưng phải tạo cho anh em một điều kiện, một cơ chế để anh em hoạt động. Đừng để báo nhà để đi lo hết bàn cho báo khác. Thế rồi tôi đề nghị công chí phải chủ động đặt hàng với các cục vụ. Thứ năm là tôi nói hôm nay là các ông chí cũng dự báo, các ông chí nay thăm các ông chí trụ sở thì cũng thấy còn rất là nhiều khó khăn. Thì tôi mong các ông chí thế này thôi. Xuân mới chúng ta đoàn kết, sáng tạo và thực sự tạo ra một cái đột phá mới trong tờ báo, trong ấm ngoài êm, và mỗi cán bộ đảng viên của chúng ta nhìn vào những cái gì chúng ta đã có bài học để mà sau này, để mà xây dựng tờ báo của chúng ta thực sự làm sao tờ báo của chúng ta phải là tiếng nói của và diễn đàn của bộ. Đọc tờ báo người ta biết đấy là quan điểm của bộ trưởng, đọc tờ báo người ta biết đấy là quan điểm của lãnh đạo bộ, và đọc tờ báo đấy người ta thấy cả một xã hội Việt Nam được phản ánh thu hẹp trong đó. Tôi mong các đồng chí thực sự đứng bên cạnh bộ trưởng, đứng cùng với lãnh đạo bộ, đồng hành với lãnh đạo bộ để đưa cái sự nghiệp lao động và xã hội của chúng ta có những cái bước kết quả tốt hơn.